những tháng gần đây thì lượng khách du lịch của Trung Quốc đến Mỹ đột nhiên giảm hẳn. Và theo các chuyên gia thì đây có thể là một dấu hiệu cho thấy cuộc chiến thương mại hiện nay giữa Washington và Bắc Kinh có thể lan rộng theo một cách khó lường và tốn kém. Theo số liệu của Bộ Ngoại giao Mỹ, trong khoảng thời gian từ tháng 5 đến tháng 9 năm nay thì lượng công dân Trung Quốc được cấp thị thực sang Mỹ cho các mục đích như công tác, du lịch giải trí và học hành giảm 102.000 người so với cùng kỳ năm ngoái, tức là giảm tới 13%. Đặc biệt, lượng đặt vé máy bay từ Trung Quốc sang các thành phố của Mỹ đã giảm mạnh tới 42% trong kỳ nghỉ lễ quốc khánh kéo dài một tuần của Trung Quốc. Hiện thì Mỹ đã tụt 5 bậc xuống vị trí thứ 10 trong danh sách các điểm đến nước ngoài được du khách Trung Quốc ưa chuộng nhất theo bảng xếp hạng của hãng lữ hành trực tuyến lớn nhất nước này là C-Trip. Vâng, nhiều trang báo quốc tế bình luận rằng con bài khách du lịch đang được Trung Quốc sử dụng làm vũ khí mới trong cuộc đối đầu thương mại với Mỹ khi mà biện pháp thuế quan ăn miếng trả miếng lên hàng hóa không còn. Chưa biết nhận định này là đúng hay sai, nhưng mà ngày 30 tháng 10 vừa qua thì chính quyền Washington tuyên bố là cấm bán các sản phẩm linh kiện, phần mềm công nghệ Mỹ cho tập đoàn chế tạo vi mạch Phúc Kiến Kim Hoa thuộc sở hữu của nhà nước Trung Quốc. Và điều đáng nói là tập đoàn này được xem là trọng tâm của kế hoạch Made in China 2025, tức là nhằm phát triển ngành công nghiệp cao. Phải chăng là Washington đang mở mặt trận chiến tranh thương mại mới với Bắc Kinh? Chúng ta hãy xem những phân tích ngay sau đây. Trong tuyên bố được đưa ra, Bộ Thương mại Hoa Kỳ cho biết việc cấm bán linh kiện, phần mềm và sản phẩm công nghệ Mỹ cho công ty chế tạo vi mạch Phúc Kiến Kim Hoa thuộc sở hữu nhà nước Trung Quốc là do lo ngại an ninh quốc gia. Trước đó, công ty Phúc Kiến Kim Hoa bị cáo buộc đánh cắp bí mật thương mại của nhà sản xuất chip Micron nổi tiếng của Mỹ. Phản ứng trước động thái này, Trung Quốc đã lên tiếng kịch liệt phản đối và gọi đây là một hành động sai trái. Trung Quốc phản đối các hành động của Mỹ trong việc phổ biến quan niệm về an ninh quốc gia và lạm dụng các biện pháp kiểm soát xuất khẩu. Trước đó hồi tháng 5, Bộ Thương mại Hoa Kỳ cũng đã có động thái tương tự khi cấm các công ty Mỹ bán phần mềm và linh kiện cho tập đoàn viễn thông lớn nhất nhì của Trung Quốc là ZTE trong vòng 7 năm. Tuy nhiên, lệnh cấm trên đã nhanh chóng được hóa giải ngay trước thềm cuộc đàm phán thương mại Mỹ-Trung lần 3. Đổi lại, Bắc Kinh sẽ mở cửa hơn với hàng hóa nông sản của Washington. Từ những diễn biến trên, các chuyên gia cho rằng động thái cấm cửa với công ty chế tạo vi mạch Phúc Kiến Kim Hoa, doanh nghiệp được cho nằm ở trung tâm chiến lược hiện đại hóa công nghệ Made in China 2025 của Trung Quốc, chính là đòn gây áp lực lên chính quyền Bắc Kinh khi con bài thuế quan ăn miếng trả miếng của nước này hiện không còn. Câu hỏi, liệu đây có phải là một con bài kinh tế chính trị khác của chính quyền Mỹ vẫn còn bỏ ngỏ? Chỉ biết rằng, khá trùng hợp khi lệnh cấm được đưa ra ngay trước thềm cuộc gặp dự kiến giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình bên lề hội nghị G20 khai mạc cuối tháng này tại Argentina.